Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay Ngọc Hiển số Hải Phòng bên em tuyển được ít bình giữ nhiệt này. Đấy, có một ít này, bán hàng gọi là rất là VIP luôn. Bình giữ nhiệt và bình trà nhé. Bác nào lấy con nào thì alo em này. Em lên cho các bác một em bình đầu tiên, em này mới chưa, mới gần như chưa sử dụng, có cái móc để treo này. Đấy. Cái này 1 lít nha các bác nhé, tầm 1 lít. Nó không ghi ở đây nhưng em áng áng tầm 1 lít nước. Đã test rồi nha các bác nhé. Không bị thoát nhiệt ra ngoài. Đấy, con này 150.000 mã số 6 này. Mới lắm luôn, bên trong mới gần như chưa dùng luôn này. Đấy. Cái vỏ bên ngoài rất là đẹp, hình thức rất là đẹp luôn nhá. 150.000 các bác này. 1 lít mã số 6, tầm 1 lít, lít đến hơn lít đấy. Đấy, có móc treo. Tiếp theo có một cái bình trà này các bác này. Con này hiệu Thermos bình trà nha các bác nhá. Bên ngoài nó vỏ nó màu lâu rồi, Thermos này. Con này dung tích 1 lít rưỡi nha các bác nhá. Con này 250.000 mã số 5 này các bác này. Bác nào lấy em nào báo em, bên trong gần như mới, vệ sinh sạch sẽ rồi. Bình giữ nhiệt, bình pha trà. Đây. 1 lít rưỡi nha các bác nhá, 250.000 mã số 5. Hiệu Thermos này. Đây em có con này gọi là cao cấp VIP VIP luôn này các bác này. Con này hiệu Joyzy con voi. Đấy, bên ngoài nhé, bên ngoài nó làm một cái nó đan này, nó đan như kiểu lớp như kiểu đan rổ đan giá ấy, tre bằng tre lứa đấy các bạn. Đấy, con này make in Japan xịn luôn. Make in Japan này, nó dung tích 1 lít rất là to, trông bình thì rất là to nhưng mà nó như cái phích ấy các bạn, bên trong ruột nó như cái phích này, thương hiệu Joyzy này, con voi này. Đấy, chuẩn Nhật luôn con này. Cái tay này nó hơi bị tuột một tí nhưng mà không tuột được các bác, về các bác dính thêm hay là đan thêm vào đấy, không sợ tuột đâu. Này, đan đẹp chưa? Đây bên trong nha các bác nhá. Bên trong nó như cái phích nước này các bác này. Rót nước ok, em đã test ngon ảnh hết rồi. Con này em bán 350.000 các bác nhá. Đấy, nhà bác nào mà thích kiểu phong cách cổ điển chốt con này cho em này. Joyzy chuẩn Nhật luôn này. Có 350.000 cái bình đẹp chưa? Đấy. Phần này hãng còn đẹp nguyên, những cái phần tay nó hơi bị tuột một chút này. Các bác về đan lại, các bác dùng cái gì dính vào nó ok, chuẩn make in Japan nhé. Dung tích 1 lít, đẹp xuất sắc này. Con voi 350.000 mã số 7, đẹp không? Đẹp lắm. Thích nhà bác nào nhà cổ, để con này đẹp luôn, sang. Tiếp theo có một cái bình này. Con này thì chỉ có duy nhất một con, không có con thứ hai. Con này dung tích 1 lít nhé các bác nhé. Con này 400.000 này. Hiệu con voi, Joyzy. Đây, tay này. Đây, cái hiệu của nó đâu à? Đây, Joyzy, Joyzy này. Đấy, chuẩn make in Japan luôn đấy các bác nhé. Chuẩn make in Japan luôn, hàng xịn cực kỳ luôn, nắp này. Đây, Joyzy đây. Cái dòng này bền thì siêu bền luôn. Bác nào dùng cẩn thận thì siêu bền luôn. Đây bên trong nhé. Rất là to nhưng bình nó chỉ chứa được 1 lít nước thôi. Con này 400.000 nha các bác nhé. Đẹp lắm. Đẹp gần như mới đây các bác nhìn này. Đẹp chưa? Đấy, chuẩn Nhật luôn, không chê điểm gì. Con này 400.000 mã số 1, dung tích 1 lít. Đồ cổ luôn đấy. Tiếp theo có con này đẹp này. Con này thì thương hiệu của nó là dòng cái gì này, Odojima này, của nó cũng chuẩn Nhật đây này, make in Japan này này các bác này. Đấy. Con này cũng đẹp lắm, màu đỏ nó hơi móp nhẹ một tí đây. Nhưng mà đây các bác nhìn này, đẹp chưa? Màu đẹp chưa? Con này mã số 4 nha các bác nhá. Con này tầm 1 lít 370.000. Con này dung tích tầm 1 lít nước các bác. Lít hoặc hơn lít một tí. Đây, chắc là phải được hơn 1 lít. Bên trong đây bác nhá, sạch sẽ, vệ sinh sạch sẽ rồi. Về chỉ việc dùng thôi. Đấy, con này 370.000 nhá. Chuẩn Nhật luôn đấy ạ. Nó là cái hiệu gì này các bác này? Odajima này. Đây, chuẩn make in Japan này. Xịn xóa chưa? Vỏ lốc với các thứ đỏ, phần đỏ. Cái cấu rất là đẹp luôn. Cái này nó có cái móc để các bác treo cái dây. Các bác có cái dây gì các bác treo vào, đeo treo cũng được. Đẹp. Đẹp. Con này 370. Tiếp theo lại là một con Joyzy nữa các bác này. Con này thì có 500ml thôi. Ê, chuẩn make in Japan này. Đấy, siêu phẩm luôn. Con này hơi bị móp, gần như là cái bọn này con nào móp tí, dung tích 500ml. Con này thì có dây treo này các bác này. Trắng hồng, trắng đỏ vàng kết hợp, đẹp chưa? Đây từ cái nắp cũng có hình con voi luôn. Bọn này thì em test ngon này nha các bác nhá. Đấy, bên trong nó như cái phích nước này. Em test ngon này hết rồi. Giữ nhiệt siêu tốt luôn.
nó có cái lắp này, khi các bác đổ nước ở đây các bác uống luôn được, không phải cầm cốc nữa. Con này em bán 230.000. Con này dung tích 0,5 lít nha các bác nhé. Mã số 11 này, chuẩn con voi luôn, có móc tay treo, móc nhẹ tí. Tiếp theo có một cái bình pha trà này các bác này, ơi bình pha trà nha các bác nhé. Con này tầm lít, con này 200.000, mã số 12, inox bên trong này. Bình pha trà đẹp chưa, hình bom bom này. Đấy, tầm 1 lít 250.000, mã số 12 các bác nhé. Tiếp theo em lên cho các bác con này, dung tích 1,5 lít này, con này 250.000 này. Đấy, các bác mang đi đựng đi thể dục thể thao ok luôn, bên trong sạch sẽ hết này, vệ sinh sạch chưa, vậy các bác rửa qua đi là dùng được nhé. Bật lên phát là uống được luôn. Con này bình rất là to luôn, dung tích 100, tầm 1,5 lít, nó không ghi đây nhưng mà cái bình này to lắm, cái má chừng tầm 1,5 lít, 250.000, mã 13. Tiếp con này, con này tầm 1,2 lít, 1,3 lít nhé các bác nhé, nó không ghi dung tích ở đây. Con này bán 200.000, mã số 3 này các bác này. Đây là tem mác Nhật nhé các bác nhé, yên tâm là hàng xuất Nhật. Đáy thì ghi Make in China nhưng mà có tem mác xuất Nhật thì các bác yên tâm rồi. Đây, nồi bên à bên trong này, sạch sẽ chưa, vệ sinh sạch sẽ rồi. Này không biết bật kiểu gì. Đây, đây nó móc ở đây các bác này. Này, đây là uống, đây đổ nước và đổ vào đây, sạch sẽ luôn, giòn kín mít này, mới tinh, tem mác xuất Nhật đủ các bác nhé. Này, đây, con này 200.000, 1,2 lít, mã số 3, tầm lít 2,3 lít ấy. Tiếp theo không có con này này các bác này, con này dung tích 1,5 lít này, con này 200.000, mã số 2 nhé các bác nhé, dòng dưa mót này, tem mác xuất Nhật này, yên tâm dùng luôn, dưa mót nhé các bác nhé, không phải hàng Trung Quốc vớ vẩn đó, dung tích 1,5 lít, 200.000, hàng chuẩn bãi của em ấy. Đấy, mở khóa này, mở này. Đây bác nào đi thể dục thể thao này, đạp xe đạp pháo này, đánh cầu lông rồi bóng đá mang đi uống nước quá đỉnh luôn. Đấy, nước nóng nước lạnh giữ nhiệt siêu tốt, các bác không đánh đánh rơi ấy, không đánh rơi thì nó giữ rất là tốt luôn các bác nhé. Dơ mót này, dung tích 1,5 lít, 1,5 lít chuẩn đấy, tem mác xuất Nhật, 200.000, mã số 2. Tiếp con này này, con này anh tầm 1,5 lít này, tem mác xuất Nhật này, mã số 9, 250 này. Đấy, đây nó ghi dung tích 1,5 lít rồi. Vừa em test xong, ngon lành nhé các bác nhé, bình sạch chưa, yên tâm về sử dụng thôi. Đây các bác này, toàn bộ tem mác xuất hết Nhật này, yên tâm nhé, không sợ hàng Trung Quốc hàng nhái đâu. Đây cái này mở rồi này, để gạt nó xuống, bật lên phát uống luôn, bên trong sạch sẽ. Con này mã số 9 nha các bác nha. Em chỉ có ít thôi, có ít này, toàn siêu phẩm, nựa được bọn này đẹp, đăng lên bán. Tiếp theo con này này, con này cũng phải tầm hơn 1 lít đấy, nó không ghi ở đây đâu nhưng mà nó tầm 1 lít đấy, 1 lít 2 lít 3 các bác. Con này 200.000, mã số 8 nhá. Vỏ inox đẹp, con bình này rất dài luôn. Này, nó dài gần hai găng tay, nó tương đương khoảng tầm 30 đến 35 phân. Đây bên trong đây các bác nhỉ, sạch sẽ chưa? Đấy. Cái nắp cái mở của nó này. Đấy, con này 200.000, mã số 8 nhé. Nhà em còn ít bình giữ nhiệt, cốc giữ nhiệt này các bác này, cốc uống cà phê này các bác để trong xe ô tô này, các bác để bên ngoài cũng được, em còn 2, 4, 6, 7 cái các bác đấy. Giống hệt nhau. Con này bọn này là mới tinh, chưa sử dụng. Hàng nguyên hộp, mới tinh nhé các bác nhé. Hàng siêu thị Nhật, mới tinh tỉnh, chưa dùng. Bật lên như thế này uống. Cái này nó có cái tay để cầm sách. Đây, tay cầm sách này. Bên trong này các bác nhé, nguyên hộp còn cả chống mốc. Đấy, giữ nhiệt siêu đỉnh luôn. 120.000 cái. 120.000 cái nhé các bác. Đấy, các bác lấy kèm hàng đấy. Cốc này em còn có mấy cái này. Có 5 cái màu đen với một cái, nó một cái màu xanh này các bác này. Đây màu xanh. 120.000 cái nhé các bác nhé. Rồi bác nào lấy thì alo em số điện thoại 0934230664. Xin chào các bác ở các video sau.